Thưa quý vị, sau một ngày làm việc, chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ 10 vùng châu Á-Thái Bình Dương trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức bế mạc. Theo đó, hội nghị lần này đã họp phiên toàn thể về tổ chức hoạt động của vùng, các phân ban trong vùng và hoạt động của tổ chức quốc tế Pháp ngữ, tổ chức Đại học Pháp ngữ tại khu vực. Các đại biểu đã nghe báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về tình hình y tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thảo luận về tính cấp thiết của sự hợp tác quốc tế có trách nhiệm và bền vững trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và vai trò của nghị viện trong kiểm soát khủng hoảng y tế, tái thiết và phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị lần này cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm, thành viên của tổ chức và vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và APF tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2022-2024, khi Chủ tịch Phân ban Việt Nam đảm nhận vị trí phụ trách vùng châu Á-Thái Bình Dương.